Ozil bí mật đàm phán với Fenerbahce giảm lương 200.000 bảng mỗi tuần. Mesut Ozil đang chuẩn bị chuyển đến Fenerbahce sau khi tổ chức một cuộc đàm phán bí mật với đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô London, nước Anh. Theo đó, mức lương khủng của Ozil đang có tại Arsenal sẽ giảm đi 200.000 bảng mỗi tuần. Tiền vệ Mesut Ozil đã không thi đấu kể từ tháng 3 sau khi Mikel Arteta quyết định loại anh khỏi đội hình Arsenal tại Premier League và Europa League. Dù rất muốn bán Ozil, nhưng mức lương 350.000 bảng mỗi tuần mà anh đang nhận tại sân Anfield thực sự là rào cản cho mọi câu lạc bộ. Nhưng theo tờ Berlin, Arsenal đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi Ozil chuẩn bị rời đi. Theo Berlin, cầu thủ 32 tuổi đã có cuộc trò chuyện với giám đốc của Fenerbahce ở London. Tuy nhiên, Ozil sẽ chỉ gia nhập Fenerbahce vào mùa hè 2021, chứ không phải là tháng 1 2021. Anh sẽ phải chấp nhận cắt đi 200.000 bảng mỗi tuần trong số 350.000 bảng mỗi tuần đang hưởng tại Arsenal. Đầu tháng này, một trong những thành viên cao cấp của Fenerbahce, Malazoglu, tuyên bố rằng họ có cơ hội tốt để ký hợp đồng với cầu thủ thủ Đức ngay tại kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021. Với nguồn tin mà tôi được biết, từng người có mối quan hệ rất tốt với câu lạc bộ đã nói với tôi rằng Mesut Ozil có khả năng trở thành cầu thủ của Fenerbahce trong kỳ chuyển nhượng tới. Tôi sẽ nói 90% Ozil sẽ mặc áo câu lạc bộ vào tháng tới. Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Photomark cũng đưa tin rằng Ozil đã gặp gỡ giám đốc thể thao Komoli của Fenerbahce, người trước đây từng làm việc tại Liverpool và Tottenham. MU mời Greenwood ký hợp đồng 5 năm. Tương lai của sao trẻ Mason Greenwood tại Manchester United đang được đảm bảo, bất kể phong độ của anh từ đầu mùa là không ổn định. Theo tờ Daily Mail, ban lãnh đạo Manchester United đang lên kế hoạch ký hợp đồng mới với Greenwood có thời hạn 5 năm để thay thế cho rằng buộc hiện tại sẽ đến hạn vào tháng 6 2023. Quyết định giữ chân Greenwood đang ít nhiều gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi Greenwood có phần sa sút trong mùa giải năm nay. Chân sút 18 tuổi mới chỉ ghi bỏn vẹn một bàn thắng sau 9 trận ra sân ở Premier League, còn lại hầu như là những màn trình diễn nghèo nàn khi Greenwood bị hậu vệ đối phương bắt bài đi ngoặt bóng vào trong rồi sút chân trái. Ngay cả trong trận đấu MU thắng đậm thì Greenwood vẫn tỏ ra mờ nhạt. Đây thực sự là điều đáng tiếc với tiền đạo thi đấu bùng nổ mùa giải năm ngoái với 17 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đã vậy, Greenwood còn gặp rắc rối ở chốn hậu trường qua vụ bê bối với gái lạ và khách sạn trú chân của đội tuyển Anh. Sau nhiều sóng gió như thế, huấn luyện viên sâu xa vẫn tin tưởng Greenwood và muốn giữ sao trẻ này ở lại Old Trafford. Động thái mời anh ký hợp đồng mới là minh chứng. Nếu đồng ý, chân sút này sẽ gắn bó với Manchester United tới năm 2025 và được nâng lương đáng kể so với mức lương 1 triệu euro mỗi năm hiện nay. Werner đang lo lắng về vị trí đá chính tại Chelsea. Timo Werner được đưa về với hy vọng làm thay đổi diện mạo hàng công của Chelsea, nhưng qua nửa mùa giải, anh thậm chí còn đang có nguy cơ bị mất vị trí chính thức. Cơ hội đáng chú ý cuối cùng trong trận Chelsea gặp West Ham thuộc về Werner. Tiền đạo người Đức đã kiểm soát trái bóng sau đường chuyền của đồng đội, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi vào xà ngang và bay ra ngoài trong vô vàn tiếc nuối. Đó cũng chính là hình ảnh tóm tắt về Werner tại Stamford Bridge hôm đó. Cầu thủ 28 tuổi đến Chelsea với rất nhiều kỳ vọng, nhưng anh vẫn chưa thể chứng tỏ mình xứng đáng. Werner hiện đã trải qua 9 trận không ghi bàn cho Chelsea và vị trí chính thức của anh đang dần bị đe dọa. Công bằng mà nói, Werner vẫn đang được giữ lại ở đội hình xuất phát của Chelsea vì danh tiếng và có lẽ chủ yếu vì mức giá chuyển nhượng của mình. Nhiều người cho rằng Werner đây là đá trung phong cắm, nhưng thực tế anh đã tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Đó cũng là lý do tại sao huấn luyện viên Frank Lampard thích để Werner đá cánh phải và Tammy Abraham hoặc Oliver Giroud đá cắm. Thực tế, Werner không phải tân binh duy nhất của Chelsea gây thất vọng. Người đồng hương Kai Havertz của anh chưa thể tạo ra phong độ chói sáng từng thể hiện ở Bundesliga mùa trước. Werner vẫn đang may mắn giữ được vị trí trong đội hình xuất phát dù phong độ cực tệ. Nhưng nếu tiếp tục kém cỏi như ở trận đấu gần đây, anh sẽ phải chịu chung cảnh dự bị như Havertz. Solskjaer chỉ kém mình Klopp trong năm 2020. Solskjaer thường xuyên bị chỉ trích vì không giữ được phong độ ổn định tại Manchester United, nhưng một thông số trong năm 2020 sẽ khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Sự nghiệp của Solskjaer tại Old Trafford bị chia cắt bởi những giai đoạn rất khác biệt.
đó là kỳ trăng mật ấn tượng. Rồi đến giai đoạn cuối mùa giải 2018-2019 vô cùng bết bát. Rồi lại đến màn về đích thăng hoa ở cuối mùa giải 2019-2020. Đến đầu mùa này, Quỷ Đỏ khởi đầu rất tệ, nhưng rồi bằng một cách nào đó, họ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Không thể phủ nhận, từ sau khi ký hợp đồng với Bruno Fernandes vào đầu năm nay, sâu xa tìm ra được tiền vệ công trong mơ của mình. Phong độ cao của tiền vệ của Bồ Đào Nha giúp MU cải thiện đáng kể năng lực tấn công, nhưng Quỷ Đỏ vẫn luôn bị đánh giá là không ổn định dưới thời sâu xa. Tuy nhiên, thống kê tại Premier League trong năm 2020 sẽ chỉ ra điều ngược lại. Sau 35 trận đá đấu, chỉ một mình Klopp của Liverpool có thành tích cao hơn. Cụ thể, Klopp giúp Liverpool giành chiến thắng 25 trận và chỉ thua 4 trận. Tỷ lệ giành chiến thắng của Klopp lên tới 71%. Solskjaer và Pep Guardiola cũng có tỷ lệ chiến thắng 61%. Nhưng điểm số trung bình mà chiến lược gia người Na Uy giành được là 2,03 điểm, nên xếp thứ 2 trong danh sách. Cụ thể, Solskjaer giúp MU thắng 20 trận, hòa 7 và chỉ thua 6 trận. Quỷ Đỏ thua ít hơn Man City 1 trận nhưng hòa nhiều hơn 1 trận. Điều đáng nói, thầy trò Solskjaer mới chỉ tham dự 33 trận, ít hơn toàn bộ các đối thủ trực tiếp chỉ trừ Man City. Zidane đã có kế hoạch mới cho Hazard. Eden Hazard đã trở lại sau chấn thương và sẵn sàng xung trận. Tuy nhiên, huấn luyện viên Zinedine Zidane đã có kế hoạch mới cho Hazard để giúp cầu thủ này không phải rơi vào tình trạng chân đá chân nghỉ. Đã một tuần kể từ khi Hazard được các bác sĩ của câu lạc bộ xác nhận đủ sức khỏe thi đấu, nhưng Zidane lại gạt ngôi sao người Bỉ khỏi trận gặp Ajax ở La Liga 2020-2021 và không tung anh vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp Granada. Thậm chí Zidane không nhắc tới Hazard khởi động. Khi đó Zidane chọn Marcos Alonso và Vinicius thay vì dùng Hazard. Chắc chắn Hazard vẫn nằm trong kế hoạch của Zidane nếu dựa vào phát biểu của ông thầy người Pháp dưới đây. Tôi không nghĩ đó là thời điểm thích hợp. Đây là một trận đấu khó khăn. Tôi không muốn mạo hiểm sử dụng cậu ấy. Tôi sẽ để Hazard nghỉ ngơi thêm và từng chút một, cậu ấy sẽ tham gia các trận đấu trong thời gian tới. Tôi không hề lo lắng, chỉ là vấn đề thời gian. Mọi cầu thủ đều biết có những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp và Real cũng vậy. Tất cả điều đó cho thấy Zidane đang cố gắng giúp Hazard có được thể trạng tốt nhất, tinh thần tốt nhất trước khi lại có phiên bản hoàn hảo như từng có ở Chelsea. Bởi nhờ những màn trình diễn thăng hoa ở Chelsea, Real mới quyết định chi ra 105 triệu euro để chiêu mộ anh trong hè 2019. Như ở mùa giải đầu tiên tại Real, Hazard đã có 22 trận nhưng bỏ lỡ tới 26 trận vì chấn thương. Rõ ràng ở mức giá cao như thế mà đóng góp lại ít ỏi, nên Hazard luôn gặp vấn đề áp lực và buộc phải ra sân dù cho thể trạng chưa được tốt. Còn cho tới lúc này của mùa giải, Hazard cũng không chơi đến 20 trận và thi đấu 6 trận với 315 phút thi đấu.